Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 7 năm 2023, chương trình thời sự gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngãi chủ trì hội nghị tỉnh ủy lần thứ 17 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2023. Những tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,61% so cùng kỳ, đứng thứ hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ năm cả nước. Từ những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng cơ quan tổ chức. Khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không làm rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Phân cấp, phân quyền hợp lý, rõ ràng giữa cấp trên, cấp dưới. Gắn quyền hạn với trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa cấp dưới với cấp trên và ngược lại, giữa từng ngành trong cùng cấp trong thực hiện chức năng quyền hạn. Thì cái việc này đó là tôi đề nghị là từng cơ quan đơn vị, từng cấp ủy các đồng chí rà soát lại hết như phần trên tôi đã nói. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải cũng yêu cầu các ngành các cấp thường xuyên theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, nhất là ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tăng cường công tác phòng chống thiên tai sạt lở, sụt lún đất. Tổ chức khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác nuôi trồng thủy sản trái phép. Rà soát các nguồn thu, thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, nhất là các công trình dự án trọng điểm. Làm tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tập trung chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chúng ta phải làm sao làm giảm và làm dứt cái tình trạng là bôi trơn. Cái tình trạng mà doanh nghiệp người ta nhận xét đánh giá ở Cà Mau là cái chi phí không chính thức nó cao. Chúng ta không chấp nhận cái này. Thì tôi đề nghị là phải quyết liệt để mà xử lý dứt điểm cái này. Không có để chấp nhận cái tình trạng này. Và bất kể người đó là ai, ở đâu, có cái này là phải xử lý. Rồi cái biểu hiện, các đồng chí đề nghị các đồng chí phải đối chiếu lại các cái biểu hiện nhận diện của tiêu cực. Cái này trong Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương người ta cũng đã ban hành cái danh mục nhận diện tiêu cực rồi. Thì những cái hành vi nào thể hiện đó là gọi là tiêu cực thì phải được xử lý. Những tháng còn lại của năm 2023, đồng chí Nguyễn Tiến Hải cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Đặc biệt chỉ đạo Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, Đại hội Hội nông dân tỉnh, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ mới đúng tiến độ đề ra. Với quyết tâm đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường. Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường đã thể hiện vai trò chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường, tập trung theo dõi, cung cầu, lưu thông hàng hóa và giá cả thị trường. Ngoài ra, tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người kinh doanh và người tiêu dùng. Tăng cường quản lý địa bàn, thường xuyên có mặt tại các địa điểm trung tâm đầu mối để kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu. Qua kiểm tra cho thấy, các tiểu thương doanh nghiệp đã nâng cao ý thức trách nhiệm về việc chống gian lận thương mại và hàng gian, hàng giả. Đầu tiên là tôi sẽ quan tâm tới nhãn hiệu. Thứ nhất là từ các nhãn hiệu uy tín, có xuất xứ rõ ràng và có cả giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai là phải đến từ những nhà phân phối mà chính thức, chuyên nghiệp, người ta sẽ cung cấp cho mình những hàng hóa đầy đủ hết tất cả các giấy tờ và cả chứng nhận là những hàng hóa đó là còn đã xa. Khi kiểm tra hàng vô kho thì mình phải phân biệt được đó là hàng giả hay hàng thật. Và ngoài khi còn là cả đát sử dụng, nếu mà những cái hàng hóa mà nó cận đát quá là không nhập vào.
Và thứ hai, để đảm bảo cho người tiêu dùng thì mình sẽ tìm hiểu rõ chương trình của công ty, cập nhật chương trình của công ty để đảm bảo được cái giá cả là không bị quá chênh lệch, để bán giá cho người tiêu dùng được giá bình ổn, và thứ hai là được các chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh còn đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết niêm yết công khai giá bán, không đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra tổng số 611 vụ việc. Qua kiểm tra, phát hiện 427 vụ việc vi phạm hành chính, tăng 204 vụ so với cùng kỳ năm trước. Đã xử lý 425 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,6 tỷ đồng. Từ đầu năm, Cục Quản lý Trường cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong tác chống buôn lậu gian lận thương mại, xây dựng kế hoạch cao điểm phòng chống gian lận thương mại và mua bán hàng nhập lậu, hàng gian, hàng giả, cao điểm nhất là cái trước, trong, sau Tết Nguyên Đán, rồi xây dựng cái kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm và cái kế hoạch về kiểm tra chất lượng xăng dầu, bố trí cho công chức quản lý trường bám sát địa bàn để kịp thời kiểm tra những cái đột xuất, những cái hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh. Để tiếp tục đấu tranh ngăn chặn kịp thời tình trạng gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà sản xuất, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và của tỉnh về công tác đấu tranh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề và kế hoạch kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ Công Thương quản lý. Để phục vụ công tác kiểm tra kiểm soát thị trường thì ngay những đầu năm 2022, Cục định cũng triển khai đồng bộ các cái giải pháp, trong đó cái ứng dụng khoa học công nghệ trong cái mà quy trình xử lý vi phạm chính, từ đó để nâng cao cái chất lượng cái mà chuẩn hóa đội ngũ công tác để đáp ứng tốt hơn cái nhiệm vụ đó. Bên cạnh đó cũng đã đơn vị đã ký kết nhiều quy chế phối hợp với các công ty, các chủ thể quyền để cùng nhau là phối hợp thanh tra kiểm tra giám sát những hành vi vi phạm như trên. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các phương tiện, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa thực phẩm trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người tiêu dùng thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hiện nay, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã tận dụng nguyên liệu tôm cá dồi dào có sẵn tại địa phương để mạnh dạn phát triển nghề làm mắm cá, mắm tôm, giúp phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Đa phần chị em phụ nữ chọn cá nước mặn làm mắm như cá chim, cá mồng gà, cá sơn, cá đối và những loại tôm tươi sống để làm mắm. Những loại mắm này dễ ăn, dễ dừa, giá thành phù hợp nên thị trường ưa chuộng. Hiện các loại mắm cá, mắm tôm dao động từ 70 đến 160 ngàn đồng một ký. Trung bình mỗi tháng chị em thu nhập từ 5 triệu đồng trở lên. Để nghề mắm được phát triển bền vững, chị em phụ nữ đã liên kết với nhau xây dựng thương hiệu, thành lập các tổ hợp tác làm mắm tôm, mắm cá nhằm nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra. Từ nghề làm mắm đã giúp chị em địa phương có việc làm, giải quyết khó khăn về kinh tế, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Kể từ khi thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, nông dân huyện Cái Nước đã thấy được nhiều tiện ích, từng bước làm quen với chuyển đổi số và hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch hàng ngày. Huyện Cái Nước có tổng số hơn 30.000 hộ gia đình, trong đó có khoảng 90% sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản. Cứ mỗi khi đến con nước, thương lái trực tiếp đến tận nhà thu mua các mặt hàng thủy sản. Trước đây, mọi giao dịch đều dùng tiền mặt, nhưng kể từ khi thực hiện chủ trương chuyển đổi số, bà Võ Thu Thủy cùng các thành viên trong gia đình đã mở thẻ ATM tại ngân hàng, nên đã chuyển sang thanh toán theo hình thức điện tử. Mình khỏi mặt công gì đó, đi xa xôi, đồ gì đó, rồi cái gì nó cũng mau, nhanh lẹ, gọn gàng hơn.
khỏe. Tiền để đây chừng nào mình có thì như mình có cần thì mình đi mình xài vậy đó, cần bao nhiêu có bao nhiêu mình để trong đó, mình khỏi giữ. Ông Lê Văn Hướng ở ấp Đông Mỹ, xã Trần Thới là một trong những thương lái thu mua sò huyết tại huyện Cái Nước cho biết, trung bình mỗi ngày cơ sở thu gom từ 300 đến 500 kg sò huyết thương phẩm. Sau đó tiến hành phân loại và xuất bán ra thị trường ngoài tỉnh. Khi thương lái đầu trên nhận được hàng, kiểm tra đúng số lượng và chủng loại theo đơn đặt hàng, sẽ thanh toán bằng hình thức điện tử. Đặc biệt, trong quá trình thu mua sò huyết tại địa phương, ông Hướng cũng thanh toán cho nông dân theo hình thức điện tử, hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch mua bán hàng ngày. Có số người dân người ta cũng cài đặt các cái dịch vụ như Banking này, Momo rồi, nói chung thì cũng rất nhiều. Cái này người ta chuyển nói chung cũng rất khỏe về vấn đề này. Người ta cất tiền vô cái thẻ đó rất thuận tiện, người ta khỏi công giữ tiền mặt, nói chung thì cũng tránh được các cái rủi ro khi mất trộm đồ này kia, nói chung cái đó cũng rất thuận tiện. Từ thực tế cho thấy, trong các giao dịch hàng ngày, phần lớn người dân thanh toán theo hình thức điện tử, chỉ số ít người lớn tuổi, khả năng tiếp cận công nghệ số hạn chế, hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, chưa trang bị điện thoại thông minh, hiện vẫn phải sử dụng tiền mặt trong giao dịch hàng ngày. Tính đến nay, huyện Ngọc Hiển có 36.000 hecta nuôi trồng thủy sản kết hợp dưới tán rừng, vừa đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân, vừa đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái. Điển hình như mô hình tôm rừng kết hợp có vốn đầu tư ít là mô hình sinh thái, tạo ra sản phẩm tôm sạch chất lượng. Ngoài ra, người nuôi tôm còn được chi trả về dịch vụ môi trường rừng và được hưởng lợi từ khai thác rừng, từ đó khuyến khích cộng đồng cùng tham gia bảo vệ rừng. Để phát triển bền vững mô hình tôm rừng kết hợp, huyện Ngọc Hiển tăng cường công tác quan trắc môi trường, khuyến cáo kịp thời cho người dân chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại trong sản xuất, tuyên truyền vận động người dân thực hiện đúng lịch thời vụ trong sản xuất, tư vấn chọn đối tượng, phương thức nuôi thích nghi tốt với môi trường có độ mặn cao để giảm thiệt hại, nâng cao hiệu quả sản xuất, tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành các vùng nuôi quy mô lớn tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đứng chân tại địa bàn huyện Nam Căn từ năm 2013, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 42 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 luôn đồng hành với bà con và ngư dân Cà Mau trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân, nhất là trong hoạt động đánh bắt, khai thác thủy sản, các lực lượng còn hỗ trợ đồng hành cùng bà con trên địa bàn huyện trong công tác an sinh xã hội. 6 tháng đầu năm 2023, Hải đoàn 42 đã tuyên truyền chống khai thác IUU, tuyên truyền biển đảo, luật cảnh sát biển Việt Nam cho 450 chủ phương tiện khai thác thủy sản và ngư dân. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, học sinh và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phối hợp với địa phương trồng 1.000 cây xanh tại xã Đất Mũi và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thắm tình quân dân. Cái hội thi dân vận thì mình để cho cán bộ chiến sĩ trong hải đoàn thể hiện được cái tính sáng tạo trong cái thực tiễn hoạt động công tác dân vận trên địa bàn trong cái thời gian qua để đưa vào sân khấu hóa trong kể cả phần giới thiệu và cũng như các cái nội dung thi. Thì thực tiễn ở tại tỉnh Cà Mau thì được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng giao cho hải đoàn là trực tiếp chủ trì các cái hoạt động công tác dân vận, đặc biệt là công tác chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Thì hải đoàn 42 là chủ động phối hợp với ban dân vận của các huyện Nam Căn, huyện Trần Văn Thời, huyện Đầm Rơi, tổ chức các cái hoạt động cảnh sát biển đồng hành ngư dân, tuyên truyền luật cảnh sát biển, tuyên truyền về biển đảo, tuyên truyền phòng chống khai thác IUU cho bà con ngư dân và nhân dân trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền pháp luật, tổ chức tham gia các cái tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tăng cường cái mối đoàn kết chặt chẽ giữa quân với dân, tổ chức giao lưu các nội dung khác như là giao lưu văn nghệ này, văn hóa, sau đó tổ chức cho các em học sinh tham quan các cái khu vực tàu bè, tàu biển, sau đó tổ chức đi lao động xây dựng cảnh quan môi trường, đơn vị trong và ngoài đơn vị tham gia liên kết cùng với các đơn vị kết nghĩa, tham gia dọn dẹp đường xá ở khu vực thị trấn, địa bàn thị trấn Nam Căn. Vừa qua tại huyện Nam Căn, Hải đoàn 42 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tổ chức hội thi dân vận khéo nhằm phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ trong công tác dân vận.
Tham gia hội thi có 3 đội, gồm khối cơ quan Hải đoàn 42, Hải đội 421 và Hải đội 422. Đến với hội thi, các đội đã thể hiện tốt phần thi của mình với việc nắm vững các nội dung trong công tác dân vận, cùng các tiết mục được dàn dựng công phu đa dạng các chủ đề như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống chăn quá, công tác bảo vệ môi trường, phổ biến tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Các đội đã mang đến những phần thi ấn tượng, bám sát thực tiễn, tình hình nhiệm vụ công tác dân vận của đơn vị, có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc. Hội thi dân vận khéo ngày hôm nay thì là một cái nội dung là sẽ giúp cho giữa đơn vị và địa phương có cái sự hiểu biết thêm lẫn nhau, và từ đó là tìm và học hỏi những cái cách chia sẻ, những cái cách làm hay để từ đó cùng thực hiện tốt cái nhiệm vụ dân vận giữa Hải đoàn 42 Cảnh sát biển và chính quyền địa phương ở Nam Căn. Theo quán triệt của trên thì chúng tôi là tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, đặc biệt là tàu Cảnh sát biển 24, từ các đồng chí sẽ nắm những cái quy định về khi quan hệ với nhân dân và những cái việc cần phải làm. Từ đó thì các đồng chí sẽ có cái nhận thức và tư duy và hành động đúng khi quan hệ, khi tiếp xúc với nhân dân. Sau hội thi thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cái đội tham gia thi hôm nay làm cái tổ gọi là tổ tuyên truyền lưu động, có thể phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền ở các cái điểm tuyên truyền của các xã ven biển trọng điểm của như huyện Nam Căn, huyện Ngọc Hiển và huyện Trấn Văn Thời. Cùng hai nữa là cùng qua hội thi của cấp cơ sở của hải đoàn thì chúng tôi sẽ tổ chức ôn luyện và hoàn chỉnh các cái nội dung thi để tham gia thi hội thi dân vận khéo cấp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển trong dịp tháng 8 kỷ niệm 25 năm thành lập đơn vị. Hội thi dân vận khéo là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi cho cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 42, là dịp để đội ngũ cán bộ chiến sĩ trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai sạt lở, thời gian qua ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã xây dựng các khu tái định cư để di dời người dân về nơi ở an toàn. Tuy nhiên, có một thực tế là khi vào đây sinh sống, họ có nơi ở ổn định nhưng cuộc sống lại khá chật vật bởi không có công ăn việc làm thường xuyên. Đây là khu tái định cư Lung Ranh thuộc xã Khánh Hội, huyện U Minh. Theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự án này có 10 hạng mục công trình bố trí tái định cư cho 130 hộ dân. Thế nhưng hiện nay, chỉ còn hơn 80 hộ sinh sống. Một số hạng mục công trình cũng bỏ hoang. Sinh kế của người dân nơi đây chủ yếu là nhờ vào nghề biển. Những chuyến biển mất mùa khiến họ càng thêm khốn khó. Làm ăn cũng còn bấp bênh là do lệ thuộc vào thời tiết. Như biển mà nó im, ít động thì bà con có thể đi đánh bắt được thường xuyên. Còn như mùa này trở lên là động thường xuyên. Nhằm khi một ngày làm chỉ là nghỉ 2-3 ngày. Bởi vì nó gặp khó về cái kinh tế, mà đa số ở đây thì đời sống bà con trông chờ vào chỉ có cái nghề biển là cái nghề chính thôi, tại vì ở đây mình có đất ở nhưng không có đất sản xuất. 33 hộ nghèo và cận nghèo là con số phản ánh chân thực nhất về đời sống của người dân khu tái định cư Lung Ranh. Thiếu nguồn sinh kế, lại không có đất sản xuất, nhiều gia đình đã chọn cách tha hương. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều nhà máy xí nghiệp gặp khủng hoảng kinh tế phải đóng cửa, mất việc làm, cuộc sống của người dân lại rơi vào bế tắc. Hiện nay cái khó khăn với cái khu này thì người dân thì không có tư liệu sản xuất, sống bằng nghề lao động là chính. Trong những năm qua thì Ủy ban nhân xã cũng có giải pháp bằng cách là giới thiệu cho những hộ dân này tham gia lao động tại các cái doanh nghiệp ở địa phương, nhưng mà cũng không có đảm bảo được cái đời sống. Cho nên là cái thoát nghèo, các hộ trong quá trình cư vẫn còn nghèo nhưng mà chưa có thoát nghèo bền vững được. Không chỉ vậy, trẻ em nơi đây cũng đứng trước nguy cơ bỏ học khi điểm trường của khu tái định cư chỉ dạy đến lớp 2. Mong mỏi lớn nhất của người dân lúc này là được đầu tư tuyến lộ nối liền khu tái định cư Lung Ranh với xã Khánh Tiến để trẻ em thuận lợi hơn trong việc đến trường. Mặt khác, có những cơ sở chế biến thủy sản hoặc xí nghiệp nhỏ để chị em phụ nữ có việc làm, cải thiện cuộc sống. Ở đây chỉ có lớp 2, trong khi đó là lớp 3, thí dụ như con 3-4 đứa, thì đi học 2 đứa, còn 2 đứa nhỏ ở nhà. Đưa đi học không được, lộ thì nó xa, nó vòng, cũng như lộ nó nhỏ.
rồi cho bé đạp xe đi học thì nó không an toàn, rất là khổ. Cho nên nhà nước nên mở cái lộ đê này sớm, làm lộ đê sớm đi, để cho bé nó đi học đạp xe đầu có điều kiện đường thông thoáng rồi cho nó dễ. Có cái công ty nào như nhỏ vậy đó, cũng như là công ty đông lạnh rồi để cho con cháu nó đi lột mực lột tôm vậy đó, như vậy đó là phụ giúp cho mấy người đàn ông. Bởi vì đàn ông ở đây nó sống nhà biển không à, rồi tháng có tháng không, bấp bênh lắm, rồi không có cái gì đầy đủ, rồi muốn có cái gì đó đàn bà tiếp tay này cái nọ làm nó mới có vươn lên được. Chứ còn bây giờ đó là gán làm dữ lắm mà làm không có đủ ăn, tháng có tháng không, khổ lắm. Nhờ vào những chính sách của đảng nhà nước mà người dân ở khu tái định cư Lung Ranh, xã Khánh Hội, huyện U Minh đã có nơi ở ổn định, không còn đối mặt với hiểm nguy mỗi khi vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, bà con không chỉ cần ổn định nơi ở mà họ cũng rất cần công ăn việc làm, chuyển đổi nghề, phát triển kinh tế để con em họ có tương lai tươi sáng hơn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.